Xin chào các bạn, mình là Nhí đây. Mình đang chuẩn bị tới Best Buy. Hôm nay mình định vô Best Buy để mình kiếm đồ, để mình ráp một cái gậy để ngoài sau cái cặp của mình lúc mình đi á, mình sẽ gắn cái máy vô đây, sau đó mình tự bấm cho nó quay luôn, mình không có cần cầm nữa. Thì mình đang ở khu bán thẻ nhớ. Mình đang tìm mua một cái thẻ nhớ cho cái máy quay GoPro của mình. Hiện tại thì mình chỉ có cái thẻ 32GB thôi, mà cái đó quay thì không, thời gian không được lâu, nên mình muốn tìm một cái thẻ nhớ có dung lượng lớn hơn để mình không có phải thay cái thẻ nhớ khác trong khi mà mình quay video. Ở bên gian hàng bên kia là GoPro, những cái phụ kiện cho cái máy GoPro. Thì mình mua một cái sợi dây để có thể gắn cái microphone vô, tại vì cái GoPro đó nếu mà mình quay mà không có cái vỏ đựng của nó thì cái tiếng nó thu vô rõ, nhưng mà tại vì mình có cái vỏ đựng mà chống thấm nước á, thì lúc mà mình quay phim thì cái âm thanh nó thu vô nhỏ lắm. Tại thì mình đang ở trong Best Buy, ngay chỗ cái khu này là khu bán hàng điện tử. Best Buy thì nó bán tủ lạnh, máy giặt, tai phone, loa, rồi mấy cái đồ trong xe đồ nó cũng có bán hết. Đây là camera Canon PowerShot. Lúc trước mình mua cái máy này khoảng 379 là cái giá gốc của nó. Lúc trước mình mua thì cũng khoảng này thôi, nó không có sale, nhưng mà hiện tại thì nó giảm cho mình được 150 nè. Đó, lúc trước thì mình có cái máy này, xong rồi mình về Việt Nam rồi mình để lại bên đó. Ở đây là cái máy mà mình gắn cái camera mình vô, xong rồi mình điều khiển cho nó bay đó. Mình có thể quay những hình ảnh ở trên không được. Xong rồi nó có chức năng để nó bám đuổi theo mình nữa. Ở đây cái máy này nó mình gắn, có thể mình gắn cái iPhone hoặc mình gắn cái iPad, những cái máy tính bảng mình vô, nó có một cái ứng dụng để mình điều khiển cái máy này. Cái hiệu này là Phantom 3. Hiện tại thì cái công ty của nó đã ra cái Phantom 4 rồi, nhưng mà mình nghĩ đang trong thời gian kiểm định chất lượng của nó nên chưa có bán ra thị trường. Mình không biết là nó bán chưa nữa, nhưng mà mình biết là nó đã ra cái thứ tư rồi. Cũng một cái máy nhưng mà của cái hãng khác, một cái hiệu khác. Solo Master. Giá của cái máy Solo Drone này là 799 đồng. Là một cái máy thôi, còn những cái phụ kiện khác thì mình phải mua thêm nữa. Nếu mà mình di chuyển nhiều á, để mình bảo vệ cái máy thì mình phải mua một cái vali riêng cho cái máy, tại cái máy nó rất là bự. Nếu mà mình mua cái vali này á, là thêm 149 đồng nữa. Rồi nếu mà mình mua thêm một cái cục pin cho nó nữa là 149 đồng nữa. Còn nếu mình mua cái đồ để mình gắn cái máy GoPro vô á, thì cái đồ để mình gắn vô cái máy đó là 200 đồng nữa. Một trong những cái cánh quạt của nó bị hư á, thì mỗi cái cánh quạt là 14 đồng 95 cent. Mình đang đi tính check cái giá của nó thì mình thấy ở đây nó đã bán cái Phantom 4 rồi. Thì cái đời thứ tư này giá của cái máy đó là 1399, là 1400 đồng rồi. Ở đây nó chỉ trưng bày cái Phantom 3 thôi, nhưng mà hiện tại trong Best Buy đã bán cái phiên bản Phantom 4 rồi. Đây là những cái camera kỹ thuật số. Thì hiện tại mình chỉ dùng máy Canon loại trung thôi. Thì các bạn có thấy một cái cửa tiệm mà bán đồ điện tử ở Mỹ. Best Buy là một trong những cái cửa tiệm bán đồ điện tử ở Mỹ. Ngoài Best Buy thì còn có HS Grade. Còn đây là khu bán đồ gia dụng, những cái vật dụng trong nhà. Máy hút bụi. Đây là quạt máy.
Đây là một cái lò vi sóng. Ở Mỹ thì mỗi gia đình đều có một cái lò vi sóng ở trong nhà hết, rất là phổ biến. Ở nhà mình thường cắt đồ ăn tủ lạnh thì mỗi lần ăn thì mình bỏ vô lò vi sóng, mình hâm lại cho nóng thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian với lại tiết kiệm được ga rồi. Đối với người uống cà phê thì có máy pha cà phê, mình không có cần phải có một cái phích pha như bên Việt Nam, nó có sẵn cái máy pha luôn rồi. Tủ lạnh, tủ lạnh thì có rất là nhiều loại và rất nhiều công ty. Samsung tủ lạnh thiết kế cũng đẹp, không phải là máy tính bảng hoặc điện thoại Android không, nhưng mà Samsung còn có nhiều mặt hàng khác. Thì ở đây có cả tủ lạnh và máy giặt của Samsung luôn. Thì mình đã coi nhiều thương hiệu rồi, mình thấy Samsung có nhiều cái tủ lạnh rất là đẹp. Thường thường một cái tủ lạnh công nghệ bây giờ thì nó có báo cho mình nhiệt độ của ngăn mát là 47 độ F, nhiệt độ của ngăn lạnh là 2 độ F, 2 độ F dưới 0 độ C, để nó giữ cho đồ ăn đông đá. Đây là một cái bếp, ở bếp mà như thế này á thì nó xài ga giống như bên Việt Nam vậy á. Thì ở nhà cũng có một cái đường ống ga riêng luôn, nối vô đây. Mỗi lần mình bật lên thì sẽ xài ga, không cần mình phải đi mua bình ga như là ở bên Việt Nam. Ở đây thì người ta có sẵn cái đường ga đi vô trong cái bếp luôn. Đây là máy giặt, máy sấy. Đây là một cái máy sấy của Samsung Eco Dry. Cái này là để sấy nè, Eco Dry. 25% tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng 25%. Còn ở dưới đây là cái máy giặt đó. Nó thiết kế một cái máy giặt ở dưới, một cái máy sấy ở trên đó. Mình có thể chồng với nhau, tại vì mình không có cái nắp ở trên đó, nhưng mà nó thiết kế cái nắp ở bên hông đó. Thì mình có thể đặt cái máy giặt ở dưới, mình đặt cái máy sấy ở trên, mình giặt xong cái mình đem đồ mình sấy. LG. Đây là cái Apple TV để mình cắm vô cái TV của mình. Mình có thể stream những cái ứng dụng Netflix hoặc là HBO, hoặc là xem phim, nghe nhạc, hoặc có thể là chơi game luôn. Nó như một cái máy chơi game luôn. Đây, Apple TV. Mình đang ở khu dành cho máy tính bảng, máy tính sách tay và máy tính của Apple. Đây là một cái iPhone SE mới ra. Hình dáng thì như cái iPhone 5 thôi, không khác gì hết. Cái này như MacBook Air, rất là mỏng. À không, một cái MacBook Air là dày, còn cái này hình như là MacBook thường, nhưng mà thiết kế bây giờ nó cũng làm mỏng luôn rồi, như cái MacBook Air vậy. Bên cạnh Apple là một khu bán những sản phẩm của Windows. Hai thương hiệu này đang cạnh tranh với nhau. Lúc trước thì các bạn có thể thấy bên Mỹ có những cái Apple Store, thì hiện tại Microsoft cũng sẽ xây dựng những cái Microsoft Store. Đây là những cái máy laptop mà sử dụng Windows 10. Phần cứng thì của những công ty khác, nhưng mà phần mềm thì của Microsoft. Những cái máy tính để bàn. Các bạn có thấy những cái máy tính để bàn bây giờ nó chỉ có một cái màn hình với lại bàn phím mà. Người ta không có dùng cái thùng máy nữa. Cũng có thùng máy, nhưng mà ngoài những cái loại xài thùng máy ra thì có những cái loại máy tính để bàn người ta chỉ dùng cái màn hình thôi. Rồi những cái bộ giống như bo hoặc là vi xử lý đồ á thì nó đi chung cái màn hình luôn. Ổ cắm USB, ổ đĩa, nó sẽ gập chung vào màn hình hết. Còn đây là cái sản phẩm của Microsoft luôn. Surface, nó là một cái máy tính bảng. Surface Pro, dùng cho những người chuyên nghiệp thiết kế đồ họa hoặc là những cái ứng dụng văn phòng. Máy in.
Đây là thương hiệu máy tính bảng của Amazon, Kindle Fire. Mình đã đến cái khu bán đồ cho xe. Đây là những cái camera hành trình. Ngoài ra còn có những cái đồ chỉ đường, những cái máy chỉ đường, chỉ dẫn đường cho mình. Về xe thì mình có thể thay những cái loa trong xe, hoặc là những cái máy DVD, những cái đồ máy DVD mình cũng có thể mua riêng mình thay vô cho cái xe của mình. Đây là khu dành cho xe cộ nè. Còn đây là khu dành cho game thủ. Những cái headphone dành cho game thủ. Đây nó cũng có bán phim Bảy Viên Ngọc Rồng. Cái phim Attack on Titan này cũng hay lắm nè. Mình coi được phần 1 rồi nhưng mà phần 2 nó chưa ra. Mình không biết là cái này phần 1 hay phần 2 nữa. Mình rất là thích những cái phim của Ghibli Studio. Phim này của Ghibli Studio. Hình như hai cái phim này mình chưa coi. Cái này là những bộ phim của hãng DC nè, Justice League, Batman và Superman đó, đang chiếu rạp bây giờ đó. Mình coi hoạt hình rồi thấy cũng hay lắm. Mình chưa có coi phim nên mình không biết, nhưng mà mình cũng thích cái hãng DC này. Marvel lúc trước mình cũng thích. Nói chung là hai hãng mình đều thích ha. Mình tính đi kiếm một cái đồ để mình gắn vậy, nhưng mà mình đã có sẵn cái cây này rồi. Cái tripod dành cho cái GoPro. Mình thấy cái cây này thì không cần phải ấy nữa, mình chỉ cần đút vô này thì nó cũng thấy nó cũng cứng lắm rồi. Mình thì rất ngại cầm camera mà quay chỗ này chỗ kia đó, nhất là những chỗ đông người đó.